Ngày 23 tháng 2, Công đoàn Bộ phận Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lang Chánh tổ chức đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có đồng chí Ninh Quang Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch huyện Thọ Xuân, đồng chí Trần Văn Hoàng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lang Chánh, cùng các đại biểu Công đoàn Bộ phận Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lang Chánh. Công đoàn Bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lang Chánh có 12 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên Công đoàn Bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lang Chánh đã phát huy tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tham mưu với huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng. Qua đó, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, được sự quan tâm của chi bộ, ban giám đốc phòng giao dịch và tổ chức công đoàn, điều kiện sinh hoạt, làm việc, chế độ quyền lợi của đoàn viên công đoàn, người lao động luôn được bảo đảm. 100% cán bộ đoàn viên, người lao động được bố trí công việc hợp lý, phù hợp với năng lực chuyên môn, được cử đi học nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Công đoàn bộ phận đã tham mưu xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, chế độ, quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, cùng với chuyên môn đánh giá chất lượng cán bộ, làm tiêu chí xét thi đua khen thưởng, đề xuất trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc giúp cho cán bộ đoàn viên, người lao động yên tâm công tác. Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lang Chánh đảm nhận 16 chương trình cho vay với tổng dư nợ tín dụng chính sách đến hết năm 2022 đạt 383 tỷ 692 triệu đồng, với trên 6,4 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ, đã thực hiện giải ngân các chính sách cho vay ưu đãi theo nghị quyết 11 của Chính phủ đạt 6 tỷ 580 triệu đồng. Giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất là 130 tỷ 184 triệu đồng cho 2.183 khách hàng. Tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng chính sách đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn đạt 383 tỷ 692 triệu đồng và đạt 100% kế hoạch. Năm 2022 đã có trên 2.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ tạo sinh kế và việc làm cho gần 2.000 lao động, giúp 40 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp 13 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Công đoàn bộ phận đã chủ động phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phong trào thi đua giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà, xây dựng cơ quan sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh. Với khẩu hiệu hành động, đổi mới, dân chủ, sáng tạo, đoàn kết, phát triển, đại hội đã thống nhất 2 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới là xây dựng Công đoàn Bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lang Chánh vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Hoàng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lang Chánh và đồng chí Ninh Quang Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch huyện Thọ Xuân ghi nhận, biểu dương những kết quả Công đoàn Bộ phận Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lang Chánh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tổ chức công đoàn, thiết thực quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của công đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn, cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, cùng cấp và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời và phát triển phong trào hoạt động công đoàn. Trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí đề nghị công đoàn cần thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, kỹ năng sống cho đoàn viên, người lao động, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, đặc biệt là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo động lực cho đoàn viên, người lao động phấn khởi thi đua, làm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện lần thứ 7 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 thành viên bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.